Ok, hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nhân BB. Chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình khi phá đảo game Blast vs Zombie 2. Anh em ơi, hiện tại thì tôi đang ở map âm nhạc, nhưng mà bây giờ tôi chưa vượt qua được cái màn 5. Anh em bảo cái màn đó là màn dễ, nhưng tôi đã đánh rất nhiều lần rồi mà tôi chưa vượt qua được. Và hy vọng là hôm nay tôi sẽ vượt qua được anh em ạ. Nó khó dã man không? Tôi cảm thấy nó khó dã man luôn anh em ạ. Đấy, anh em hãy cho tôi xin một like và một lượt đăng ký kênh nha, để ủng hộ tôi nha, để giúp tôi có động lực phá đảo cái game này nha. Chứ bây giờ đang cảm thấy nó hơi khó khó anh em nha. Ok các bạn. Rồi. Ok các bạn ơi, màn này một màn rất khó các bạn ạ. Trời ơi, tôi chơi từ nãy giờ chưa vượt qua được. Rất là đau đầu với cái màn này. Anh em bảo dễ mà tôi cảm thấy rất khó. Anh em bảo là anh hay để cho nó đá mấy con thằng âm nhạc ấy, nó đá mấy con bẩn lát của mình xuống sâu gần với vạch cuối đây này. Đấy. Thì chúng ta sẽ dễ bảo vệ mấy con này hơn. Tôi nghĩ như thế là cũng là hợp lý anh em ạ. Cũng có lý chứ, đúng không anh em? Rồi bây giờ tôi sẽ phải làm chậm nó, làm chậm bọn này lại anh em ạ. Không để cho nó lại gần được, cho nó lại gần nguy hiểm lắm. Cứ bình tĩnh anh em nha. Khó anh em ạ. Chạy nó anh em. Đợi có tiền rồi tôi sẽ đây, đặt băng, một quả băng ở đây này. Tôi đang sử dụng cái chiến thuật này anh em ạ. Đây, đặt một cái này ở đây. Ok. Tiếp tục trong tiếng hoàng dương. Bọn nó xuất hiện liên tục luôn. Zombie xuất hiện liên tục luôn, cực kỳ nguy hiểm anh em nha. Cực kỳ nguy hiểm luôn anh em ạ. Tôi sẽ làm chậm hai thanh niên này lại. Đặt một quả này ở đây nữa. Đó. Tiếp tục xin thêm hoa. Còn nó tổng tấn công, mà nó tổng tấn công anh em ơi. Nó tổng tấn công rồi. Đặt một cái này ở đây nha anh em nha. Ui thằng này nó bơi vào tới đây này, đã bắt nó lại, đã bắt nó lại. Rồi. Sao mà sớm được men. Thằng âm nhạc này tôi sẽ để cho nó shoot black của tôi xuống anh em nha. Cho nó shoot xuống đây, cho nó shoot xuống đây, cho nó shoot xuống đây, shoot phát nữa đây. Rồi nằm chậm nó. Nghĩ sao mà mình shoot được nữa vậy? Nghĩ sao mà bạn có thể shoot được nữa vậy bạn ơi? Tôi sẽ đặt một cái lâm châm ở đây, hút cái mũ sắt lại đã. Đặt một củ khoai tây ở đây, nhanh không có toang hết bây giờ. Rồi. Tạm thời với tạm thời ổn với nhau, với tạm thời thôi, chưa có gì đâu. Vẫn còn căng thẳng lắm anh em ạ. Làm chậm vào nó lại, kiểu nó gặm của khoai tây của tôi luôn á. Ghê vậy. Ghê vậy. Ghê vậy, ghê vậy, ghê vậy. Một quả bom đây, một quả bom đây sẽ được lổ ra. Một quả bom sẽ lổ. Tôi phải đặt thêm củ khoai tây đây để bảo vệ anh em ạ. Gắt chưa anh em, màn này gắt chưa? Quá gắt luôn đấy chứ. Quá gắt luôn đấy, đóng băng nó lại, đóng băng nó lại, không cho nó gặm. Rồi tôi sẽ sử dụng sức mạnh của chiếc lá anh em nha. Đây, sử dụng cái mạnh chiếc lá đây. Một phát rụng hết luôn. Ok anh em. Bây giờ tôi sẽ xin thêm lâm châm đây. Kìa. Làm chậm, làm chậm, làm chậm, làm chậm, làm chậm. Đóng băng các thứ, các kiểu luôn, các kiểu luôn. Cho một củ này đây đây. Gặm đây, gặm đây, gặm đây, gặm đây, gặm đi. Còn chúng ta bơi vào rất nhiệt tình thôi anh em ạ. Ôi. Ôi, lại tiếp quả bom nữa nha, lại tiếp quả bom nha anh em nha. Ui kìa, ui giời ơi, nó bơi vào gần vào tới đây thôi anh em ạ. Gắt thế nhỉ. Đóng băng của nó lại đã. Đóng băng của nó lại đã. Ui. Dùng kỹ năng, dùng kỹ năng nhanh. Rồi, ok. Tổng tấn công nha, team bạn tổng tấn công anh em nha, team bạn tổng tấn công nha, làm chậm, làm chậm. Làm chậm ngay, làm chậm ngay, làm chậm ngay, làm chậm ngay. Thêm bờ lát ở đây, thêm bờ lát ở đây. Tiếp tục tăng cường thanh niên lâm châm anh em ạ. Tại tăng cường thêm bờ lát vào đây, trời ơi, nguy hiểm lắm của chúng mình. Sử dụng sức mạnh chiếc ná, sử dụng sức mạnh chiếc ná. Sử dụng sức mạnh chiếc ná. Rồi, mẹ cày thế. Tí nữa thì win được bọn chúng anh em, bọn chúng tổng tấn công rồi. Cay thực sự. Cay quá. Xuyên nữa thì thắng anh em ạ. Một chút nữa thì thắng rồi. Mà tôi không sao. Bình tĩnh nha. Tôi đang tự tin với cái chiến thuật này của tôi là có thể thắng được anh em ạ. Đại màn này căng nhỉ. Tôi mới để ý được cái củ khoai tây bên trên này. Tôi nghĩ củ khoai tây nó sẽ tanh hơn cơ anh em ạ. Nhưng mà tôi không ngờ nó lại nó hơi yếu một chút như thế. Cay quá. Cay thật đấy nhỉ. Làm chậm cho nó lại anh em ạ. Chiến thuật này hợp lý mà. Đúng không anh em? Anh em cứ để tôi, anh em để tôi. Tôi sẽ hạ gục được team bạn. Đặt một cục băng này ở đây đi. Nhanh nào, hồi tiền đi, hồi tiền đi. Rồi đặt luôn một cái bàn đá này đây. Khẩn trương không có là toang bây giờ đấy. Toang luôn bây giờ đấy anh em ạ.
đặt một bông hoa ở đây làm chậm với thanh niên này. Đặt một củ này ở đây nha, cho nó gặm nha. Nó sẽ bị tấn công toàn luôn. Nó gặp nó sẽ bị mấy cái bờ nát được tấn công không? Có bị tấn công không? Rồi có tấn công anh em nha. Sau đó tôi sẽ đặt thêm một cái bờ nát này ở đây nữa. Hợp có nhà bản lý luôn. Thì bạn sẽ tổng tấn công, biết ngay mà, nó đã tổng tấn công đấy. Nhạc rồi. Thằng âm nhạc này nó sẽ đá mấy con kia xuống em ạ. Nó sẽ đá mấy cái bờ nát này nùi xuống đây cho tôi. Hy vọng là nó sẽ đá được nha. Hy vọng là nó sẽ đá được nha. Đá đi, đá tiếp phát nữa này, đá tiếp phát nữa này. 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 Làm chậm con lại. Hết đá luôn chưa man? Hết đá luôn. Ui sao nó bơi vào đây nữa. Cái nó nhanh thế nhỉ. Nhanh lắm bọn zombie này. Quá nhanh, có nguy hiểm anh em ạ. Đá băng con lại. Nguy hiểm thực sự luôn. Nào nó có bom nha. Zombie quá nhanh, có nguy hiểm anh em ơi. Thằng này nó sẽ sút mấy con rô cái bà lát này của tôi xuống anh em ạ. Tốt. Cứ sút xuống là được rồi. Ui con này nó đã bơi vào tới đây nhá. Nguy hiểm đấy nhỉ. Con này phải cho con này hạ gục, hạ gục con này đã. Chỉ để cho cái thằng đá bờ nát kia nó được sống anh em ạ. Chỉ để cho cái thằng đá bờ nát này nó sút bờ nát xuống là nó sẽ được sống nha. Cứ để cho nó sống đây. Còn mấy con này tôi sẽ hạ gục hết. Rồi bây giờ tôi sẽ sử dụng sức mạnh chiếc lá anh em ơi. Này mày nghĩ sao? Nghĩ sao mà bơi vào đây làm sập con lại đã. Ok anh em, tôi đang cảm thấy là ổn anh em nha. Đội hình đang ngon. Nào có bom nữa, Ui, đừng nghĩ các chú có thể bơi được vào đây, Gặm đi men. Bọn chúng tổng tấn công rồi, là cuối anh em ơi. Chưa, đây mới là đợt thứ 2 thôi. Tôi phải xây xin thêm mấy cái bờ nát này ra. Đấy. Ngon. Đóng băng lại. Làm chậm các thứ. Đấy. Làm chậm các kiểu con đà điểu luôn anh em ạ. Mà không huy đứng nữa thì thôi. Thằng này nó cứ đá bờ nát của tôi xuống anh em ạ. Con lợn này. Bố mình nhịn mình đâu lắm rồi đấy. Ơ kìa. Căng thế nhỉ. Cay thế nhỉ. Cay quá anh em ạ. Đấy, cái màn phức tạp thật đấy. Thôi rồi không sao, cố lên. Tôi sẽ win được anh em nha. Anh em cũng bình tĩnh, tin tôi. Chờ tôi tí. Đang tìm cách phá giải cái màn này. Làm chậm nó luôn. Đặt một cái đá băng ở đây luôn, đặt luôn cho nhanh hồi. Trồng hoa. Đặt một bờ lát ở đây. Đấy. Đặt củ hành ở đấy cho nó ấy nhanh. Trồng thêm hoa. Đúng cái bài quan trọng luôn. Đặt một quả đóng băng ở đây này. Đặt thêm một cái củ này đây nữa. Rồi sau đó là làm chậm team bạn luôn. Đặt một cái củ này ở đây. Tôi chơi khô máu với team bạn luôn anh em ạ. Tôi chơi công team bạn luôn. Đặt một củ quay tay. Đặt một củ này ở đây đây. Đặt một cái này ở đây hút luôn. Đi ra thỏ mông đít ra phát nó hút luôn. Đóng băng nó lại. Ơi căng em ạ. Nổ luôn. Dậm luôn. Toang luôn. Đã thấy chưa, tấn công với team bạn luôn anh em ạ. Team bạn không cho tôi cơ hội gì. Làm chậm. Nghĩ sao chú bơi được vào đây. Thằng này á, đóng băng luôn. Không cho nó cơ hội tấn công mà anh em. Tôi chơi công với team bạn luôn. Đôi công luôn xem là ai mới là người giỏi nhất. Ai mới là người mạnh nhất ở đây. Sử dụng sức mạnh luôn. Chơi đi bạn ơi. Tôi quyết định khô máu với team bạn rồi. Cay lắm rồi. Rồi gặp blast của anh mà được á. Đặt thêm lâm châm ở đây. Thằng này á, nghĩ sao. Bơi hết vào đây này. Nó gặp được rồi anh em ạ. Chết cha rồi. Đóng băng nó lại. Đặt có bom ở đây. Chỗ này đang nguy hiểm anh em ơi, làm chậm nó lại đã. Đặt tiếp bờ nát vào đây.
không cho mà nó đẻ trứng luôn. Có sức mạnh chức ná, giờ dùng luôn, dùng luôn. Đậu xanh bơi vào đây đi, bơi vào đây mà ăn đi. Mày em mày gặp bằng sao? Đã thế chơi đôi công với chúng nó này, anh em ạ. Mình cay nó lắm rồi. Được rồi. Mày nó ăn cái khoai tây của mình. Làm chặt nó lại. Giận nó đi, đóng băng nó luôn. Hút luôn mấy cái mũ sắt của nó. Tiếp tục tăng bậc cường blast vào đây. Ôi anh em ơi, thằng cuối cùng này. Sức mạnh chiếc đá. Lên. Giận nó phát. Rồi của bom, mẹ đậu xanh. Ấy giời. Mãi chơi mãi không sao mà chơi kiểu thủ thủ với nó không được, nhưng mà chơi đôi công với nó thế lại win. Chơi kiểu không còn gì để mất thì mới win anh em ạ. Kinh dị vãi. Nhưng mà âm nhạc này chúng ta phải mạnh hơn cái nhạc của nó. Nhạc của nó đang sôi động thì chúng ta phải sôi động hơn thì mới chúng ta win được, chúng ta chơi thủ thì chỉ có thua thôi. Sợ thực sự thì càng tê nhỉ. Cuối cùng cũng lấy một cái bờ nát này vượt qua cái màn 5. Hơi mệt mỏi các bạn ạ. Rồi ôi, anh em thấy chưa? Càng ngày nó càng khó thật. Căng thẳng đấy. Ok các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã xem video của Nhân BB nha. Các bạn đừng quên cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha, giúp mình có động lực ra nhiều video hơn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Ok nha, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo ủng hộ mình nha anh em nha. Ok, chào mọi người.